rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay mọi người hãy cùng em bàn về cái chủ đề là cà phê rang xay nguyên chất nhé. Thì nói về cà phê rang xay nguyên chất thì một cái chủ đề nó rất là rộng và bao quát đúng không ạ? Tại vì thị trường cà phê Việt Nam của chúng ta bây giờ rất là đa dạng và phong phú. Như mọi người đã biết á, là người Việt Nam chúng ta có một cái thói quen là uống cà phê hàng trăm năm nay. Thì ngày xưa lúc mà cái cụm từ là nguyên chất nó chưa có phát triển, cũng như là ngày xưa mà người ta uống cà phê á, thì ít có người nào mà uống nguyên chất lắm anh chị. Thông thường là người ta sẽ lấy những cái hạt cà phê nguyên chất xay rồi trộn với những cái hạt ngũ cốc được rang lên, trộn lại với nhau, pha ra một thức uống gọi là cà phê. Thì đó gọi là cái cà phê truyền thống ngày xưa. Thì sau khi cái phong trào cà phê nguyên chất đi lên á, thì xuất hiện nhiều cái quán cà phê như Thách Away, cà phê rang xay nguyên chất hay là cà phê rang xay tại chỗ thì mọc lên rất là nhiều. Thì từ đó là hình thành lên á, là cái cà phê rang xay nguyên chất. Thì sau khi mà xã hội nó càng ngày càng phát triển hơn á, thì cho ra thêm một cái dòng nữa là cà phê rang xay pha máy. Thì hôm nay em sẽ nói về những cái loại hạt cà phê. Trong cái ngành cà phê thì như anh chị đã biết á, là gồm có 3 loại hạt chủ yếu. Đó là hạt Robusta, hạt Coulis và hạt Arabica. Thì ngoài ra còn có một cái loại hạt nữa là hạt Mocha. Nhưng mà cái dòng Mocha này rất là quý hiếm nha anh chị. Thì thông thường thì người ta chỉ sử dụng 3 cái loại hạt đó thôi. Thì từ 3 cái loại hạt đó người ta có thể biến hóa ra được rất là nhiều loại cà phê khác nhau. Em nói ví dụ đơn giản thôi. Hạt cà phê là nhân sống như thế này à, anh chị có thể tiến lại gần hơn. Ví dụ nhân sống hạt cà phê như thế này, khi chúng ta cho vào cái máy rang, chúng ta rang lên, chúng ta không có tẩm bất kỳ một thứ gì vào hết thì chúng ta gọi là cà phê rang mộc. Đây ạ, như thế này là cà phê rang mộc. Thì ngoài rang mộc ra thì người ta còn có thể cho thêm bơ, thêm muối, hoặc là một số cơ sở người ta có thể cho thêm hương vào nữa để tăng cái vị cà phê lên và đa dạng hơn và phong phú hơn, để cho cái người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn. Thì hôm nay mọi người hãy cùng em tìm hiểu về cái nhiệt độ rang nhé. Tại vì như mọi người đã thấy, tại sao cũng là hạt cà phê mà ở trên bàn em lại có nhiều cái màu sắc khác nhau như vậy. Thì mọi người đi từ phải qua trái cùng em nhé. Đầu tiên đây là cái hạt Arabica rang mộc. Tiếp đến là hạt Robusta cũng được rang mộc luôn. Và đây là dòng Coulis rang mộc. Nhưng mà anh chị quan sát thấy là nó không có màu giống nhau đúng không ạ? Thì nhiều người nghĩ là mỗi cái loại hạt rang lên nó sẽ có một cái màu sắc nhất định, nhưng mà không phải. Khi chúng ta rang ở nhiệt độ cao hơn thì màu sắc nó sẽ sậm hơn, và khi chúng ta rang ở nhiệt độ thấp hơn thì cái màu nó sẽ nhạt hơn, kiểu nó vàng hơn á anh chị. Thì khi mà rang khác nhau như vậy á thì cũng sẽ cho ra một cái mùi vị khác nhau, cũng giống như là khi cùng là một cái giống Robusta, chúng ta trồng ở Ban Mê nó sẽ khác, chúng ta trồng ở Lâm Đồng nó khác. Thì mỗi vùng đất khác nhau, khí hậu khác nhau và cách chế biến khác nhau cũng cho ra những cái hương vị cà phê khác nhau. Vì thế là có rất là nhiều sự lựa chọn cho chúng ta khi mà chúng ta tìm hiểu về cà phê. Thì chúng ta phải tìm ra cái loại nào phù hợp với cái khu vực của mình kinh doanh, có nghĩa là cái lượng khách của mình ở đó người ta chuộng cái gu cà phê nguyên chất nào. Thì chúng ta phải biết được, và chúng ta dựa vào những cái đặc tính về màu sắc, về loại hạt, về vùng miền, về tẩm ướp và về cách phối trộn nữa, thì chúng ta phải làm như thế nào để ra được một cái gu cà phê mà hợp với cái khu vực chúng ta đang sinh sống. Thì nếu như mà anh chị nào mà chưa biết làm á, thì anh chị có nghĩa là chị nào mà chưa biết làm sao để ra được những gu cà phê mà hợp với cái quán của mình á, thì anh chị có thể liên hệ về tổng đài của Lâm Coffee, tổng đài miễn phí nha anh chị, để mà Lâm Coffee sẽ trả lời cho anh chị rõ hơn. Thì vừa rồi là em đã nói qua cho anh chị biết về một số cái tiêu chí trong ngành cà phê nguyên chất, cũng giống như là một số loại hạt và cách rang như thế nào trong cái ngành cà phê rang xay nguyên chất. Thì nếu như mà anh chị nào thích á, thì hãy like và share kênh nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều đã theo dõi kênh ạ. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại.